Xin chào, trên tay tôi đây là hai chiếc mic Rode Wireless Go 2 và mic Rode Wireless Go 1. Thì nhiều người mua hàng có cái thắc mắc là mic Rode Wireless Go 2 và mic Rode Wireless Go 1 có cái sự khác nhau như thế nào? Thì cái chất âm nó có khác nhau nhiều không? Thì hôm nay tôi sẽ làm một cái bài test là tôi không nói về các cái tính năng mới được nâng cấp trên Rode Wireless Go 2 mà tôi chỉ nói về chất âm. Thì cái bài test này của tôi sẽ cắm lần lượt hai chiếc mic Rode Wireless Go 2 và mic Rode Wireless Go 1 lên cùng một chiếc máy quay để mọi người cùng so sánh là cái chất âm giữa hai cái mic này nó có sự khác biệt gì không. Thì hiện tại tôi đang để ở cái mức mọi người có thể nhìn thấy là cái mức âm thanh giữa hai cái mic này là tôi đang để ở mức cao nhất để test cho mọi người một cách trực quan. Âm thanh mọi người đang nghe đây là âm thanh thu trực tiếp từ cái máy quay. Còn bây giờ tôi sẽ tiến hành lắp cái từng cái mic lên một. Rồi, âm thanh mọi người đang nghe đây là được thu từ trước mic Rode Wireless Go 2. Thì mic Rode Wireless Go 2 là một cái phiên bản nâng cấp năm 2021 thì dựa trên cái mic Rode Wireless Go 1 là cái mic đã rất thành công trên thị trường khoảng 3 năm vừa rồi. Thì cái mic Rode Wireless Go 1 nó có một số cái đặc điểm rất là ưu việt như là chất âm của nó khá là dày so với các cái loại mic hiện có ở trên thị trường. Rồi độ bát sóng của nó tốt, ổn định cao. Đặc biệt là cái thời lượng pin của nó rất là lớn. Cái thời lượng pin nó có khả năng kéo dài lên một cái buổi quay lên đến 5 5 tiếng đồng hồ. Thì đây là một cái ưu việt của nó. Tại vì rất phù hợp với những bạn làm YouTube, làm vlog thì cái thời lượng pin rất là quan trọng. Một cái buổi quay của các bạn kéo dài, đặc biệt là đi du lịch hoặc là đi khám phá thì cái thời lượng pin nó vô cùng quan trọng để giúp cho các bạn kéo dài một cái buổi quay. Còn đối với những cái chiếc mic của Trung Quốc thì ngoài tôi không nói đến cái vấn đề âm thanh mà nói cái thời lượng pin của nó rất là thấp. Cái thời lượng pin của nó không được kéo dài thì không phù hợp với các bạn đi quay vlog ở ngoài đường hoặc là các buổi quay du lịch khám phá. Các cái buổi quay mà kéo dài thì không phù hợp. Còn bây giờ tôi sẽ tiến hành thử thay cái mic Rode Wireless Go 1 vào để cho mọi người nghe. Rồi, âm thanh mọi người đang nghe đây là mic Rode Wireless Go 1. Thì cái bản mic Rode Wireless Go 1 này thì hiện tại ở trên thị trường thì hàng chính hãng đã không còn, thì chỉ còn các cái hàng clear của các cái siêu thị hoặc là các cái cửa hàng còn lại, hàng tồn kho thôi. Hoặc là các cái hàng cũ đã qua sử dụng thì mọi người vẫn đang bán ở trên các cái hội nhóm rất là nhiều. Thì nó là một cái phiên bản đời đầu nhưng mà nó cũng là cái phiên bản vẫn đang được mọi người ưa chuộng bởi vì các cái chất âm và cái giá thành của nó rất là hợp lý. Hiện tại ở trên thị trường các cái đồ cái các cái mic Rode Wireless Go 1 đã qua sử dụng bán giá rất là hợp lý so với các cái hàng của Trung Quốc. Cho nên là rất nhiều bạn vẫn đang tìm mua. Và đặc biệt là những cái chiếc mic này thì cái thời lượng sử dụng của nó rất là ít. Tại vì mọi người mua về thì quay từ cái thời lượng quay của những cái chiếc mic này nó không kéo dài, ví dụ một tuần mọi người mới quay một hai lần. Cho nên là hàng cũ vẫn có rất tốt để mọi người để mua để sử dụng. Vừa rồi là tôi đã nói chuyện với mọi người ở trên chiếc mic Rode Wireless Go 1. Thì mọi người đánh giá là chất lượng âm thanh giữa hai chiếc mic này nó như thế nào? Mọi người cùng so sánh và mọi người có muốn thêm câu hỏi nào khác về hai cái loại mic này thì để lại ở dưới comment, mình sẽ làm những cái video tiếp theo để giải đáp cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.